Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Đất và Hoa. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Đất và Hoa. Đào đỏ, mai vàng, bìm xanh, cúc tím. Mẹ ơi ai nhuộm đủ các màu hoa, đem hết sức mình nhuộm các loài hoa. Ấy là bác đất lặng im thật thà. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe chị đọc bài thơ Hoa và Đất một lần nữa nhé. Bài thơ Đất và Hoa. Đào đỏ, mai vàng, bìm xanh, cúc tím. Mẹ ơi ai nhuộm đủ các màu hoa, đem hết sức mình nhuộm các loài hoa. Ấy là bác đất lặng im thật thà. Vậy là bài thơ Đất và Hoa đến đây là hết rồi. Các bé ơi, để có những bông hoa sắc màu xinh đẹp thì phải có một nguồn đất tơi xốp và dồi dào dinh dưỡng để các loài hoa có thể tươi tốt và nở ra những bông hoa xinh đẹp đấy các bé ạ. Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị nhé. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.